dụng cụ đất khuyên. Hôm nay sẽ đưa lên cho anh em một con bồi thổ nha anh em. Bồi thổ một gục, đầu mặt rất là đẹp nha anh em, bóng bẫy vàng cườm là giống lẻ xuống ở dương ngực luôn. Thì con này là mình bắt vừa là một con chim rất là hay nha anh em, đầy đủ nước, cứng ru, thù thở, và anh em thấy là từ cái ngực ba lưng đến cái cườm và cặp chân nha anh em. Thì con bồi đấy, con bồi mới có 2 tháng thôi anh em à, chưa được 2 tháng nha anh em. Thì vừa nó ở trong cái lồng nuôi á, mình nuôi thì xem là nói chung là cái con chim này là một chim rất là hay. Thì từ đó là thôi mình sang vào trong cái lồng nhự luôn, nuôi cho nó quen luôn, đỡ móc ngồi cây ngồi đồ luôn, cho nó cả lên thì cả lên, nuôi trong đây luôn cho nó quen luôn nha anh em, không cho ở lồng mẫu nữa. Thì con chim này nói chung là đã thổ rồi mà anh em thấy, mới đây thôi, vừa mình sang vào lồng nhự được mấy hôm nhưng mà nó ở trong lồng là không có sư một chút xíu nào, một cái cọng lông mà trên đầu rồi nha anh em. Và nết con chim này á là anh em nghe tiếng thổ nó là anh em nghe rất là hay, to, tiếng tốt. Mà nước thì thôi, anh em đừng có suy nghĩ nữa, dặm bỏ vai gù, thúc dặm bỏ vai gù. Và vào trong thì nó gù rất là cứng nha anh em. Thì con chim này là con chim cũng đầu mùa thôi, đóng cặp chân đây thì cũng chưa phải chim lớn, chim dè ngô rừng. Thì những anh em vừa nuôi con chim này rất là nhanh, và nết nè nó kết hợp lại là sẽ rất là màu nổi nha anh em. Để mình sẽ quay cho anh em nào nhìn được thì những con bồi này thì có tố chất này thì anh em đã gieo lơ mình rồi á, thì mình alo mình sẽ đỡ sinh viên vừa cho anh em nuôi lên, rồi anh em sau này anh em sẽ biết cái đẳng cấp của con chim mình té nó như thế nào nha anh em. Cái khung đầu của nó thì anh em nhìn vào thì ra nết một con chim mồi sau này liền, từ cái chi quam, miệng, cặp mắt. Và anh em nhìn cái dàn vi nè, dàn vi là tuyệt vời nha anh em, đóng gì đúng luôn. Và chưa, nó chưa gì mà nó quẹo trong cái lồng giữ nó đứng nè anh em à. Đây là mình đỡ cái máy vào gần á, nó hơi sợ anh em à, nó đi qua đi lại thôi. Thì bằng cái uy tín của mình, kinh nghiệm mình chấm chọn để đưa lên sao cho nó xứng đáng cái trang của mình, thì những con chim này là anh em nuôi đều có tố chất, sau này đừng lòng hết. Và cái hình thức mà vừa anh em đào tạo lên mồi gì đó thì mỗi vùng á anh em có cái sở thích chơi là khác nhau, thì đó vừa anh em đào tạo. Còn cái đầu quèo của mình đỡ cho anh em á, thì mình sẽ làm như thế nào để anh em nuôi 1 năm 2 năm gì đó, vài tháng gì đó là nó sẽ xứng đáng cái công của anh em mà bỏ ra để nuôi một con chim. Nó không có bị là công sức là bỏ ra là nó không đáng nha anh em. Mình làm vậy là nó cũng không có đúng ý nghĩa đâu, mình đưa con chim chính xác cho anh em ráng vừa giữ gìn nuôi chơi để lên sau này có một con bồi thổ rinh của anh em lên, anh em chơi dân gian, nước có, hậu có, thù thở có. Và đầu mặt thì anh em thấy nhìn vào thì sẽ biết rồi, sau này mà nó sẽ thay một mùa hai mùa lông rừng nữa thì như một con bồ câu thôi nha anh em. Anh em thấy nó đứng xuống như cái câu rồi mà cái lốc, cái đuôi và cái thù nó nè anh em, đúng quá to. Về đầu mặt rất là liếng nha anh em, bóng chạnh thôi, trôi rất là, trôi rất là khôn. Không nếu mà mình sang mấy ngày này mà nếu mà có nết con chim nó không ấy thì nó chỉ sờn và cháy hết mấy cái chi quam rồi nha anh em.
Trong khi đó thổ nghe âm giọng rất là phơ nữa. Rồi, mình xin chào hết tất cả nhà anh em. Cứ anh em nào muốn tìm một con bồ thổ để anh em nuôi chơi, từ từ nó lên để làm hậu vợ sau này thì anh em cứ alo cho mình. Mình sẽ gửi đến cho anh em để anh em chơi. Rồi, mình chào anh em.